em. Mình chia sẻ về cái trải nghiệm của cái cụm camera của Bphone B86. Một cái cụm camera thì nó có về phần cứng và về phần mềm. Thì về phần cứng là BKV chỉ trang bị cho cái B86 này hai cái camera, một cái camera chính phía sau và một cái camera selfie. Và ở dưới này có thêm một cái camera mà BKAV gọi là cái camera top TOF để mà hỗ trợ cho các cái tính năng thuật toán khác mà thôi. Như vậy chúng ta chỉ có hai camera, cái này là 12 chấm và cái selfie là 8 chấm. Cái điện thoại này chúng ta gần như là chỉ sử dụng trên cái giao diện công cụ phần mềm, kể cả bấm cả nút chụp cũng phần mềm, tại vì nó không có nút volume nữa. Ý là cái này nó cũng có bất tiện cho một số trường hợp, ví dụ như là mồ hôi hay là nước nó bám lên mặt bề mặt, hay là nhiều anh em kể cả mình nữa selfie bằng camera sau, bởi vì chất lượng hơn là selfie bằng camera trước, thì lúc đó không còn cái nút volume để chúng ta bấm chụp nữa, thì cái đó cũng là một cái hạn chế đó. KV tách riêng ra làm hai phần rất là rõ. Một phần là các cái tính năng chụp cơ bản, phổ thông, ví dụ như là chụp chân dung, chụp panorama, chụp tự động, rồi chụp đêm gì đó. Còn một cái cụm mà BKV gọi là AI thì ở trong đó cơ bản là nó có các cái tính năng chính như là S Macro, chụp sản phẩm và chụp cái họ gọi là chụp khoảnh khắc nhanh đó. Thì đó là hoàn toàn thuật toán sử dụng với một cái dữ liệu chụp bằng một cái camera này, và họ dùng thuật toán để họ xử lý cái file ảnh đó ra nhiều cái loại tên gọi khác nhau. Để thử coi. Đó. Rồi. Thứ nhất là cái phần BK gọi là S Macro, thì về bản chất là không phải là có thêm một cái camera với cái cảm biến và ống kính macro, có nghĩa là cái ống kính nó có cái phóng đại đối tượng lên trên cái bề mặt cảm biến, mà BKV sử dụng cái ảnh của cái ống kính normal, ống kính trung bình này, và họ cắt lớp, có nghĩa là chụp rất là nhiều tấm và họ dùng cái kỹ thuật gọi là xếp chồng, stacking focus lại để cho nó có cái khoảng nét sâu hơn khi mà chúng ta dí sát cái camera vào cái vật thể nhỏ nhỏ đó. Thì cũng là cái phương pháp đó thôi, thì họ làm cho nó nhanh hơn, nó mượt mà hơn và nó chuyên hơn, là có nghĩa là chụp thay vì 10 tấm thì giờ họ chụp là 30 tấm. Thì cái đó để mà đặt cái tên cho nó là chụp sản phẩm với những ai mà chụp các cái vật dụng để bán hàng online, hay là các cái vật thể, hay là trên tay, hay là các cái đồ dùng của mình. Ăn mà S9 á, thì rất nhiều anh em nói là chụp đêm như ban ngày, thì mình thấy nó không đúng, bởi vì mình thử rất là nhiều trường hợp và mình thấy là nó có sáng hơn cái ảnh mà chụp so với cái ảnh chụp tự động bình thường một chút. Nó làm cho chi tiết của cái bức ảnh khi mà chụp S9 á, nó chi tiết hơn, nó rõ ràng hơn từng cái chi tiết ảnh, và nó không bị nhiễu hạt nhiều như là chúng ta chụp một cái tấm ảnh bằng chế độ tự động. Ý là cái chế độ này nó phục vụ cho nhu cầu người ta là chụp đêm, nó rõ ràng chi tiết hơn thay vì bị tối mù, và nó không bị nhiễu hạt, chứ không phải là chụp đêm như ban ngày, chụp đêm sáng rõ như ban ngày cũng chả làm cái gì đâu. Đấy. Rồi về chế độ chụp khoảnh khắc thì anh em đã xem rất là nhiều ảnh chụp mà cũng rất là nhiều người nói rồi, mình thấy là tốc độ nó lên đến từ 1/2000 giây, độ rất là cao. Và dĩ nhiên với tốc độ cao đó thì chụp ở trong nhà với một cái bối cảnh mà nó ánh sáng nó không đủ thì nó không hoạt động. Thì mình nghĩ là cái đây là một cái tính năng rất là hay để mà nó phát triển thêm một cái nhu cầu chụp, mà để chụp thực sự, để mà chụp một cái vật thể chuyển động cực nhanh như là mũi tên bắn hay là viên đạn bay qua một cái vật thể như vậy thì đòi hỏi kỹ thuật rất là cao và rất là nhiều phụ kiện để mà chúng ta thực hiện một cái shot ảnh như vậy. Về cái tính năng chụp chân dung thì mình cũng thấy nhiều người nói khen chê các kiểu, mình test thực tế thì mình thấy là với cái B86 chi tiết tốt hơn, da người trung thực hơn, nhưng mà cái tách pin chủ thể để mà xử lý cái vùng nền nó mờ nhòe, thì cái việc tách pin với cái background mà có chi tiết nhỏ li ti hoặc là phức tạp, hoặc là tóc gió thổi bay của một cô gái chẳng hạn, thì cái phần nhỏ đó AI vẫn chưa làm tốt ở cái tính năng chụp chân dung đó. Rồi, tóm lại là với cái B86 này chúng ta không thể phủ nhận sự cố gắng của BKV với kiểu làm của họ là chọn cái cách đầu tư về phần mềm thuật toán đó.
thì cái đó là mình nghĩ là nó còn lâu dài nữa và họ tiếp tục phát triển nữa, nhưng mà vẫn còn những cái hạn chế chưa hoàn thiện, chưa hoàn hảo như là các cái tính năng mà mình vừa mới nói. Thì hy vọng là với cái AI đó họ sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn, làm tốt hơn để có những cái kết quả với cái cụm camera nó hiệu quả hơn. Ok, cảm ơn nha.